Mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những video về cuộc triển lãm sinh vật cảnh quận Long Biên, Hà Nội đang phát trên kênh Bonsai và Cuộc Sống. Trước mắt chúng ta là cây hoa giấy sắc pháo. Cây này, cốt cách của cây cũng rất là đẹp. Đấy, ta nhìn cốt của cây này. Chi dăm thì mình chưa nói, còn cốt cách thì cây này cũng là cây rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, cây hoa giấy. Chi dăm thì chưa được, chi dăm thì còn phải thời gian nữa. Đây là thông tin. Bác nào mà yêu thích hoa giấy thì hãy nhìn vào số điện thoại liên hệ nhé. Chủ nhân là Đỗ Thế Cường, 0903 266 961. Tương lai thì đây là một cây hoa giấy rất là đẹp. Bởi vì cốt của nó nhìn rất là hay, rất là ấn tượng. Mình xin dừng video ở đây. Các bạn ủng hộ kênh nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.